Ngày 11 tháng 10, nhiều giáo viên ở thành phố Gia Nghĩa cho biết vừa nhận được yêu cầu phải hoàn trả số tiền phụ cấp ưu đãi cho giáo viên vùng cao đã nhận được trong năm 2020. Nguyên nhân phải hoàn trả là do trong năm 2020, Phòng Giáo dục thành phố Gia Nghĩa đã chi cho giáo viên với mức phụ cấp 50%, vừa quy định 15% số tiền phụ cấp ưu đãi, tương đương với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Do đó, vừa qua Sở Tài chính Đắk Nông đã quyết định truy thu lại cho ngân sách. Việc chi vượt là do trước tháng 1 năm 2020, Gia Nghĩa vẫn còn là thị xã vùng cao, nên các giáo viên vẫn được hưởng mức phụ cấp 50% theo thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, sau đó Gia Nghĩa đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, nên các giáo viên chỉ được nhận mức phụ cấp 35%. Phần lớn các giáo viên khi nhận thông báo đều rất bất ngờ do phải nộp lại số tiền phụ cấp khá gấp trong vòng 30 ngày. Cô NTH, giáo viên tiểu học, cho biết mỗi tháng chỉ nhận được 6 triệu đồng tiền lương, nay đột ngột bị truy thu một lúc hơn 7 triệu đồng làm gia đình không đủ tiền chi tiêu. Cô H nói, chúng tôi mang tiếng là thành phố nhưng nhiều trường vẫn còn khó khăn. Vì quy định mới chúng tôi sẵn sàng chấp hành nhưng mong cơ quan chức năng xem xét để các giáo viên chúng tôi ổn định tâm lý giảng dạy trong mùa dịch khó khăn hiện nay. Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông cho biết kiến nghị trong vòng 30 ngày phải nộp lại số tiền chi sai là theo thanh tra sở. Tuy nhiên, việc này có thể đề xuất giãn thời gian thu tiền để trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.